Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 545 của Sốc Công Nghệ TD. Mình tên Lương và Hằng sẽ thay nhau trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn trong số hỏi đáp ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Câu hỏi số 1 của bạn Hoàng Quân Dương, Sốc cho mình hỏi vài mẫu laptop cho nữ dùng văn phòng từ 15 đến 18 triệu được không ạ? Bạn ơi, trong phân khúc từ 15 đến 18 triệu mà cho nữ dùng thì bạn chọn những cái mẫu máy màn hình 14 inch. Nếu có điều kiện thì chúng ta có thể chọn những cái mẫu máy vỏ máy bằng hợp kim nhôm thì nó sẽ ở phân khúc là trên 18 triệu một chút. Ví dụ trong tầm tiền này thì mình thấy chiếc Dell Inspiron 5415 hoặc chiếc Dell Virtual 5415 được trang bị cấu hình là AMD hoặc là chip Intel i5 thế hệ thứ 11 mới nhất của Intel. Nó sẽ có phân khúc giá bán khoảng 18 triệu đồng tại thị trường. Chiếc máy được trang bị vỏ hợp kim nhôm, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình Full HD IPS. Lưu ý là cả hai cái mẫu máy này mình giới thiệu các bạn đều có thể nâng cấp RAM. Trong khi đó nếu mà phiên bản cao cấp hơn một chút thì có HP Envy. Phân khúc được trang bị i5 thế hệ thứ 11, RAM 8GB, SSD 256GB. Đặc biệt là tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100%. Hiện nay có phân khúc giá làm bán là 19.900.000. Còn nếu mà ASUS thì có một chiếc là ASUS Q408. Nó được trang bị dòng CPU Zen hệ thứ 5, 5500U. CPU có dàn tận 6 lõi, 12 luồng rất là khỏe. RAM 8GB, SSD 256GB. Đặc biệt là VGA rời được kèm trên máy là NVIDIA MX450, dung lượng 2GB. Và màn hình của nó là Full HD IPS, tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%, có camera nhận diện khuôn mặt. Đặc biệt phiên bản này được trang bị tiêu chuẩn độ bền quân đội SSD 800G. Chiếc máy có giá bán hơn 18 triệu một chút. Đấy, bạn có thể tham khảo những mẫu máy vừa rồi mình giới thiệu các bạn. Còn nếu mà ở phân khúc dưới 15 triệu thì chủ yếu là bạn lại mua được những cái mẫu máy mà cấu hình nó thấp, chỉ từ là i3 hoặc i5 thế hệ thứ 11. Các phiên bản như HP Pavilion cũng có, để bạn tham khảo thêm trên 24laptop.vn để bạn biết bạn nhé. Mình giới thiệu bạn đây đều là máy mới 100%. Câu hỏi số 2 của bạn Phúc Phan. Chú ơi, cho cháu hỏi, bây giờ cháu đang cần mua một chiếc máy chuyên chạy AutoCAD, Revit và làm MATLAB trong tài chính khoảng 20 triệu, mong chú tư vấn giúp cháu với ạ. Với cấu hình như này thì cháu lên chọn những cái mẫu máy chạm phù trong lĩnh vực cơ khí và đồ họa kỹ thuật là tốt nhất. Trong tầm tiền này hiện nay mà chú đang giảm giá 3 mẫu máy rất tốt tại cửa hàng, mỗi máy sẽ được giảm 1,5 triệu đồng. Đó là chiếc HP ZBook 15G3 và chiếc Dell Poryzen 7510, HP ThinkPad P50. Nó đều có phân khúc là dưới 20 triệu, được trang bị cấu hình phần cứng rất là tốt, khả năng nâng cấp RAM, khả năng nâng cấp ổ cứng và thậm chí là nâng cấp VGA, chất lượng màn hình cũng rất là tốt, phù hợp công việc của cháu rất là ok cháu nhá. Câu hỏi số 3 của bạn Nghĩa Nguyễn. Bạn cho mình hỏi là laptop HP 840G3 đã là tốt nhất trong tầm giá 8 triệu chưa ạ? Chiếc máy này được trang bị dòng CPU thế hệ thứ 6, màn full, nếu mà RAM 8GB, SSD 256GB thì mình khẳng định đây là một chiếc máy rất là tốt, với tiêu chuẩn độ bền quân đội cũng khá là ngon. Và trong tầm tiền này thì mình giới thiệu các bạn thêm một mẫu máy là Dell Latitude 7450 và ThinkPad T450S. Nó phân khúc thấp hơn một đời nhưng cũng cạnh tranh với tiêu chuẩn độ bền của chiếc máy này, thì bạn tham khảo thêm nhé. Đây đều là những chiếc máy có phân khúc mỏng nhẹ sang trọng và chủ yếu sử dụng trong lĩnh vực văn phòng đồ họa tầm trung, bạn tham khảo thêm. Câu hỏi số 4 của bạn Duy Trần. Chú ơi, nâng cạc giờ cho HP ZBook 15G3 M1000M lên cạc tốt hơn thì giá thành bao nhiêu ạ? Nếu mà cháu nâng lên cạc M2000M thì cháu cộng thêm 2 triệu rưỡi qua cửa hàng chú nâng cho cháu nhé. Câu hỏi số 5 của bạn Tâm Nguyễn. Chú ơi, cho cháu hỏi hãng MSI có bền không ạ? Và cụ thể là máy MSI Mobile 15A5M có sử dụng được lâu dài không ạ? Thực tế thì MSI là một thương hiệu và máy tính Việt Nam cũng rất nổi tiếng, họ sản xuất bo máy chủ. Và dạo gần đây thì rất là nhiều mẫu máy MSI về thị trường Việt Nam trong phân khúc laptop. Thực ra thì đây là một thương hiệu nó đến từ Đài Loan, nó rất nổi tiếng và tự gia công, tự thiết kế và sản xuất. Nói chung chất lượng của dòng máy này với chính sách bảo hành từ 1 đến 2 năm thì anh thấy là ổn. Còn với một cấu hình chiếc Modern 15 này phù hợp các bạn làm đồ họa ở phân khúc tầm trung, màn hình 15 inch vỏ nhôm thiết kế khá đẹp. Chú nghĩ bán khá là nhiều, trong tầm tiền này ổn cháu nhá. Câu hỏi số 6 của bạn Nguyễn Kim Hoàng Anh. Chú ơi, Virtual 5515 có chiến IT đồ họa nhẹ được không ạ? Cảm ơn chú ạ. Với phân khúc tầm đầu tiền đầu tư khoảng tầm 20 triệu thì Virtual 5515 là một trong những chiếc máy được trang bị i5 chip H, có Iris Xe Graphics, thì chính vì thế nó sẽ hỗ trợ đồ họa tương đối tốt và thậm chí là đồ họa 3D thì vẫn có thể cày kéo ở mức FPS, nó ở mức là trên 27 luôn. Nói chung không quá giật và hỗ trợ rất là tốt, và chip H thì nó là cái số lõi, số luồng cũng như nhân của nó ở xung cao nên hỗ trợ chơi tốt. Nói chung trong tầm tiền này học tập và làm việc online cũng như mà sử dụng các phần mềm đồ họa ở mức tầm trung, thậm chí là các video chỉnh sửa, các ghép video ở mức Full HD này đều ngon lành cháu nhá. Câu hỏi số 7 của bạn Khoa Phạm Anh. Anh Lương ơi, cho em hỏi, nếu em dùng ổ cứng rời HDD cắm vào máy tính liên tục như một bộ phận không thể tách rời với laptop giống như chuột hay bàn phím màn hình thì có gây hại nhiều cho ổ cứng không ạ? Khi em cắm em nghe thấy tiếng kêu của ổ đĩa quay bên trong liên tục. Nếu giờ em muốn mua thêm một ổ cứng HDD tầm 1TB thì nên mua của hãng nào và cửa hàng anh có bán không ạ? Em xin giá với ạ. Em được bạn tư vấn là nên mua của VKD mà không biết là mua loại nào cho ổn. Mong được anh tư vấn ạ. Anh trả lời câu hỏi ổ cứng VKD nhé.
Ổ cứng VGD là thương hiệu máy tính của Mỹ. Nói chung là dùng rất là tốt về chế độ bảo hành. Và hiện nay trên thị trường thì nó có Hitachi, Toshiba, Arata, vân vân. Những cái thương hiệu nổi tiếng mà em mua mới có chính sách bảo hành rõ ràng thì nó đều rất là ok. Và thông thường ổ cứng sẽ được bảo hành ở chế độ là 2 năm hoặc 3 năm. Nói chung ổ cứng cơ bây giờ thì anh nói luôn, nó chỉ là cái phương tiện để chúng ta lưu trữ thôi. Nó hoàn toàn là chậm so với ổ cứng SD. Vậy là cái phân khúc giá ổ cứng SD nó cũng rẻ rồi. Ví dụ như một cái ổ cứng 1TB với chuẩn giao tiếp 2,5 inch, không có tiếng cơ mà nó chạy bằng chip nhớ ấy, thì giá nó cũng chỉ hơn 2 triệu thôi. Trong khi đó một chiếc ổ mới như của em này nó cũng rẻ một nửa, nó khoảng hơn 1 triệu một tí để em mua được. Còn khi em cắm cái ổ mà liên tục để cắm vào cái máy tính ấy, thực ra là cái ổ cứng nó cắm vào thì đồng nghĩa việc chúng ta đang sử dụng. Mà chúng ta đang sử dụng thì cái cơ nó quay liên tục thì nó có số cái tuổi thọ. Đấy, nó sử dụng càng nhiều thì đương nhiên là nó sẽ càng kém. Còn là SSD thì thông thường thì nó sẽ không bị kém theo thời gian như ổ cứng cơ để chắc chắn. Còn việc khi cắm vào mà cơ nó quay là chuyện đương nhiên, mà mình nó quay thì nó mới đọc dữ liệu bên trong máy của em được em nhá. Và thực ra thì cắm vào nó cũng không hư hại gì chất lượng của máy của em. Và ổ cứng thì nếu mà cơ thì mặc định là chúng ta dùng càng lâu thì nó càng kém em nhá. Câu hỏi số 8 của bạn Hải Nguyễn. Máy cháu là máy HP NV36013, màn hình cảm ứng bị chấm sáng trắng trên màn hình. Vậy để lâu có bị loang ra không ạ? Và chi phí sửa chữa như thế nào ạ? Thực ra những chiếc máy này thì có để lâu thì nó không loang, nhưng chủ yếu là cháu dùng thứ nhất là bảo quản tốt cho chú, tránh những trường hợp ẩm ướt rồi nước vào màn hình, nó rất dễ bị loang. Và tránh những trường hợp rơi đó hoặc là va chạm, tránh cho chú nhá. Còn nếu mà trường hợp này mà thông thường mà để tháo ra làm lót thì nó rất là khó, bởi vì chúng ta phải tách cả lớp kính ra. Thông thường nếu mà công làm mà làm được thành công mà có lót để thay được ấy, thì giá nó khoảng 700 đến 800 ngàn có thể làm được. Còn nếu mà chấm nó quá nhẹ thì không nhất thiết phải làm, bởi vì nếu mà nhẹ thì nhìn nó không khó chịu, nhưng mà quá lớn thì cháu nên làm cháu nhá. Câu hỏi số 9 của bạn Nguyễn Hùng Cường cho cháu hỏi là bên mình có Asus Vivobook A515 không ạ? Cháu xin giá và nếu ship COD thì mất thêm bao nhiêu tiền nữa ạ? Hiện nay cấu hình là máy này thì con 515EP3063. Nếu mà COD cửa hàng ở bên chú ấy, thì chú thông thường sẽ cháu cọc trước 500 ngàn. Hàng sẽ giao trực tiếp và chủ yếu là ở cái phân khúc địa lý của cháu nó ở đâu. Còn COD thì mặc định người mua sẽ thanh toán phí ship. Còn nếu mà cháu mà thanh toán trước ấy, mà chuyển khoản đầy đủ máy ấy, thì cháu hoàn toàn miễn phí ship. Em ơi, với chiếc Asus mà em yêu cầu, chiếc Vivobook A515, mã này hiện nay cửa hàng anh đang bán với phân khúc giá là 20.900.000 hàng chính hãng em nhá. Câu hỏi số 10 của bạn Quang Minh Đỗ. Chú ơi, cho cháu hỏi là bên shop chú có chiếc Acer Aspire 7 bản 5500U và Lenovo IdeaPad Gaming 3 bản i5 không ạ? Tiện cho cháu hỏi giá luôn ạ. Con Gaming 3 này nó thật với cháu, đợt này lâu lắm rồi chú không về. Còn nếu mà có với phiên bản i5 thì nó khoảng 18.500.000. Còn con Acer Aspire 7 hiện nay chiếc máy này có hàng tại cửa hàng chú cháu nhá. Câu hỏi số 11 của bạn Tiến Nguyễn Hữu. Chú ơi, trong tầm giá 13 triệu cháu thấy ưng mỗi máy E590 của ThinkPad. Nó có đầy đủ các nhu cầu của cháu nhưng máy đấy hầu như là bị hết ở thị trường. Liệu chú có nhập được máy này về không ạ? Hiện nay thì với E590 thì tất cả cửa hàng bây giờ đang hết, bởi vì thực tế cái mẫu máy được sản xuất từ năm 2019 cơ. Còn nếu mà với tầm tiền này thì chú cũng bật mí thêm thì cháu chọn con T580. Nó sẽ có phân khúc hơn 15 triệu một chút, nhưng dòng T ấy, về chất lượng mọi thứ nó hơn hẳn. Nó có LED phím này, có bảo mật vân tay này, có màn hình Full HD IPS này, thì cháu lựa chọn thêm cháu nhá. Còn chiếc E thì hiện nay thử hàng là không còn hàng, hầu hết thị trường bây giờ nếu có thì nó là máy cũ đã qua sử dụng. Nếu cháu cần chú sẽ kiếm cho cháu tầm giá khoảng đó là khoảng 10 triệu đến 11 triệu tùy vào hình thức máy cháu nhá. Câu hỏi số 12 của bạn Skywalk Collect. Dell Precision 5530 màn 4K còn hàng không ạ? Hiện nay cửa hàng thì đang giảm giá mẫu máy này lên đến 2 triệu đồng. Em cứ chọn hàng dưới shop nhé. Có hàng em ạ, cả phiên bản màn full, thậm chí là có cả phiên bản màn siêu ông, thậm chí là còn phiên bản CPU siêu ông luôn em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Đeo Văn. Chào TLD, cho em hỏi bên TLD có nhập chiếc ThinkPad P15 Gen 2 về không ạ? Chắc chắn là cửa hàng sẽ về mẫu máy này chỉ trong một thời gian tới thôi em nhé. Còn hiện nay thì chưa có hàng thực tế mà chỉ có bản Gen 1 thôi. Câu hỏi số 14 của bạn Thủ Thuật Vlog. Chú cho cháu hỏi là một thời gian nữa thì chip Intel thế hệ 12 về nhiều, các dòng laptop Intel thế hệ đời thứ 11 có giảm không ạ? Thì đương nhiên rồi cháu, nếu mà các dòng thế hệ mới nó ra thì mặc định là các thế hệ cũ nó phải giảm giá mạnh. Và hiện nay thực tế các dòng CPU thế hệ thứ 11 đang giảm giá rất là tốt. Hiện nay có những cái mẫu máy nó tụt từ khoảng 2 triệu, 3 triệu và có những cái mẫu máy đời mới nó tụt 5-6 triệu là chuyện hoàn toàn bình thường. Và chỉ cần khoảng 2 đến 3 tháng nữa thì dòng CPU thế hệ thứ 12 sẽ tràn ngập thị trường em nhá, cháu nhá. Câu hỏi số 15 của bạn Đào Văn Nam. Chú ơi, cho cháu hỏi là cháu học ngành công nghệ giáo dục, ngành của cháu học về đồ họa, mô phỏng, thiết kế game, lập trình di động, thì dòng máy trạng có phù hợp không ạ? Mức trên khoảng 25 triệu ạ. Thứ nhất là đồ họa mô phỏng thì chắc chắn là những dòng máy chạm thì mới hỗ trợ tốt. Còn thực ra gaming thì vẫn có thể cài được, nhưng với chi phí đầu tư chúng ta có thể rẻ hơn. Và thậm chí những cái mẫu máy gaming có thể dựng video tốt hơn so với những cái mẫu máy chạm. Nhưng về trong việc đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết và một chiếc máy siêu bền với khả năng chạy liên tục và có thể chạy đồ họa mô phỏng thì khuyên em
trong tầm này lên mua dòng máy chạm, nó sẽ đáp ứng công việc và tiêu chí tốt hơn. Ví dụ tầm khoảng 25 triệu bây giờ thì chúng ta sẽ có những chiếc máy như là ThinkPad P51 hoặc P52 nhỉnh hơn một tí, Dell Poration 7520 hoặc 7530, và có các dòng sản phẩm như HP ZBook 15G5 hoặc 15G6 trong tầm tiền này em đầu tư nó rất là bền. Nhưng lưu ý với cái tầm này chúng ta lại không thể mua được những chiếc máy chạm mới, và đây nó là những chiếc máy cũ đã qua sử dụng rồi. Còn nếu mà mua máy gaming thì mới 100% nhưng thua về độ bền mà thua vào sự chuyên nghiệp và đồ họa mô phỏng không bằng, thì em sẽ cân đối với nhu cầu dùng thực tế của em sau đó thì lựa chọn em nhé. Vâng thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp ngày hôm nay, và cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số hồi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy, quý vị các bạn vui lòng đặt câu hỏi dưới topic này, chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời qua tin nhắn cũng như qua những video hỏi đáp như này. Các bạn cần tư vấn với mình thì gọi điện thoại 077357 và 4 số 9 ở cuối để được giải đáp các bạn nhé. Các bạn lưu ý thì đợt này thì mình có đang xây dựng kênh TikTok riêng của TND, có tên gọi là Shop Công nghệ TND, và những cái số hỏi đáp này cũng như đánh giá máy cũng được phát trực tiếp trên đó. Mong mọi người follow và ủng hộ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.